nhở lúc mà mình mất bóng nhiều á, thì bác cũng cũng nói là mình sao mình cầm bóng chắc để mình phối hợp. Lúc đầu Kiều vào thì cũng hơi nhát, nhưng mà Kiều được được vài bóng tiếp theo thì cảm thấy cũng tự tin hơn, vì mình cũng gần 1 năm mình chưa thi đấu nên cái cảm giác của mình thì chưa được chạm 100% được. Nếu mà Kiều Kiều nghĩ mình thì chắc chắn là chưa rồi, tại vì Kiều cũng chưa được 1 năm để phục hồi tốt, nên hiện bây giờ thì Kiều cũng khá là tự tin để mà bước vào thi đấu để chiến đấu thôi. Thi đấu thì mình cũng không biết trước được điều gì, nhưng mà Kiều cũng quan sát là các đội thi đấu rất là kiểu cũng máu lửa, rất là khá là mạnh chứ không phải là yếu, nên mình sau đó mình cũng phải tập trung để mà phòng ngự hơn, để làm sao mà phòng thủ chắc ăn hơn, xong sau đó thì tấn công sẽ ok hơn. Dạ khó chứ, em xem cũng hết trận em thấy rất là kiểu rất là mạnh chứ không phải là yếu đâu, em thấy là đội nào cũng cũng mạnh hết, mà do đó là mình phải tập trung và không nghĩ là đội nào yếu hay là như thế nào cả, lúc nào cũng phải 100% là quyết tâm để chiến đấu hết sức.